kênh của mình là thư giãn nghệ thuật. Sở thích của mình là vẽ tranh và làm giấy đá. Bạn nào chưa biết mình, hãy đăng ký kênh thư giãn nghệ thuật. Đừng quên bấm biểu tượng chuông và nhấn tất cả để đón nhận nhiều video mới vào hàng tuần vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ vẽ tranh tỉnh vật 2 mảng cầu. Mời các bạn xem mình vẽ tranh nha. Chúc các bạn có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trước khi xem video. Mình mời các bạn. Nào cũng biết hai loại quả trái cây mãng cầu xiêm và mãng cầu na, hai loại quả này rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Mình thường dùng quả này vào mùa hè nấm bấp. Thân của quả tròn dài, cuốn của quả cứng to cỡ đầu đũa ăn cơm, da quả có từng mắt nhọn u lên như hình móng tay út, rất là đều bao quanh vỏ. Khi vỏ còn sống, khi trái mãng cầu xiêm còn sống, vỏ của nó có màu xanh sáng. Đến khi chín thì vỏ có màu sắc sậm lại. Quả của nó có vị ngọt, chua, thanh. Khi mãng cầu na, thân tròn trị, da mỏng mỉm, nhấp nhô như mai rùa. Quả thường có vào mùa hè khoảng tháng 5 và tháng 6 nha các bạn. Vị của nó ngọt lịm, thanh mát, ăn vào rất bổ khỏe. Các bạn hãy xem mình vẽ tranh tỉnh vật 2 trái cây họ nhà mãng cầu nha các bạn. Nếu các bạn thích loại trái cây này, hãy ủng hộ mình xem trọn hết video mình vẽ tranh tỉnh vật 2 mãng cầu. Mời các bạn xem tiếp mình vẽ tranh nha.